Nhận định soi kèo Brentford với Bournemouth lúc 18:30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2021. Bournemouth sẽ có chuyến làm khách trên sân của Brentford trong trận đấu lượt về play-off tranh suất thăng hạng mùa tới. Với việc có được lợi thế trong trận lượt đi, nhiều khả năng thầy trò Woodgate sẽ có được tấm vé lên chơi tại EPL. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bournemouth đang có được phong độ thi đấu không thực sự ổn định trong thời gian gần đây khi mà đoàn quân của huấn luyện viên Jonathan Woodgate chỉ giành được một chiến thắng sau 4 trận đấu gần nhất. Tuy nhiên, với việc có được chiến thắng trong trận đấu lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Woodgate đang có lợi thế để có được tấm vé lên chơi tại EPL mùa sau. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách trong trận đấu này, tuy nhiên, thầy trò Jonathan Woodgate vẫn có được sự tự tin khi mà Bournemouth đang chơi khá ổn định trên sân khách với 4 chiến thắng sau 5 trận đấu trên sân khách gần nhất, có được lợi thế trong trận lượt đi. Chuyến làm khách trong trận lượt về tới đây, thầy trò Woodgate sẽ triển khai lối chơi hơn. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Frank Thomas đang thi đấu khá ổn định trong thời gian gần đây khi mà Brentford đã giành được 4 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Tuy nhiên, để thua trong trận lượt đi trên sân khách sẽ là một bất lợi đối với thầy trò Frank Thomas khi mà trong trận lượt về này, họ bắt buộc phải giành chiến thắng. Soi kèo tài xỉu. Theo thống kê, những trận đối đầu gần nhất giữa hai đội đang có tỷ lệ nổ xỉu cao hơn. Cụ thể với kèo tài xỉu 2.5, trong hai lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã nổ xỉu. Thêm vào đó, 3 trong 4 trận đấu gần nhất của Bournemouth cũng đều đã nổ xỉu. Do đó, các chuyên gia dự đoán khả năng trận đấu này sẽ nổ xỉu là khá cao.